trước mặt mình đây là nguyên cả một cái đầm lầy với rất là nhiều các chú khủng long bị mắc kẹt ở bên trong đó các bạn. Wow, qua đây mình đã chuẩn bị được một cái thau nữa, chuẩn bị rồi, những chú khủng long này đã sạch đây các bạn, hay quá luôn. Hay, mình sẽ bắt đầu với con khủng long này đây, năng cực kỳ luôn các bạn. Đây mình sẽ đổi thật sạch chú khủng long nha. Đây là khủng long gì đây? Thì ra là một chú Spinosaurus khổng lồ luôn các bạn. Mô hình chú khủng long Spinosaurus cực kỳ to lớn với những cái gai chạy dài trên lưng luôn, ngay cả cái cánh bườm trên lưng nó cũng đã được rửa sạch rồi các bạn. Màu và cáp Spino đang cắn vào con ba chi sẽ qua sau đó và đem bay. Đấy à, tiếp theo chúng ta tiếp tục với chú khủng long to lớn này đây. Chai Ceratop các bạn, một con tam giác long nha, nhìn rất là đẹp luôn. Wow, nhìn khủng long to chưa kìa. Đây, sẽ dắt cho nó khô nước luôn. Sạch sẽ liền các bạn. Và Chai Ceratop đang lao vào hút con Ankylosaurus và lên gọn nó phát bay luôn các bạn. Wow, chú khủng long này có bộ con thuốc này các bạn. Đây, ta sẽ rửa đây coi khủng long gì đây. Herizinosaurus các bạn ơi, wow, một con chú khủng long với cái bộ móng vuốt cực kỳ sắc bén luôn các bạn. Đây là chú khủng long đại nhất của Việt, đánh thắng con Spinosaurus các bạn, rất là đẹp luôn. Và Spinosaurus các bạn đang cắn chặt vào con Herizinosaurus, cắn rất là chặt luôn các bạn, không ngừng luôn, đang dùng vẫy không được rồi. Chúng ta tiếp tục với chú khủng long gì đây, cổ khá là dài luôn, mình biết đây là khủng long gì rồi các bạn. Đây là một chú Brachiosaurus, chú khủng long cổ dài mà chúng ta thường thấy trong những bộ phim về khủng long các bạn. Cái cổ rất là dài luôn, khủng long khá là to lớn và nặng luôn các bạn, cực kỳ luôn nha. Và chú Brachiosaurus đang đá những cái con hà mã đi rất là xa các bạn, quá mạnh luôn. Rồi, tiếp tục đi. Nặng cực kỳ chà. Đây là một con Pentaceratops nha. Wow, mô hình chú khủng long Pentaceratops với cái phần đầu như một cái tấm khiên khổng lồ nhô lên đấy các bạn, nhìn rất là lạ và dị luôn các bạn. Đó, nhìn nó đẹp chưa kìa. Chú Pentaceratops với cái phần đầu khá là dài và nhỏ luôn kìa, rất là ngầu luôn. Tiếp theo đây là gì đây? Con mẹ nó có gai các bạn, tầm nó có gai quá. Không phải là gai các bạn, đây là một cái phần màu gà các bạn. Đây là Brachiosaurus thuộc họ khủng long thần lằn chi màu gần nha, rất là đẹp luôn. Và con Brachiosaurus chi và đang đánh nhau với con Herizinosaurus. Ai con đánh nhau rất là quyết liệt luôn các bạn. Đây chúng ta có gì nữa đây nào. Wow, đây là một chú chai Ceratops các bạn. Chai Ceratops này nó rất là đẹp nha các bạn, cực kỳ ngầu luôn. Wow, nó đẹp chưa kìa. Con chai Ceratops khổng lồ luôn kìa, nhìn nó ngầu chưa. Đẹp thật sự luôn nha các bạn, chú chai Ceratops. Wow, thấy một cái khuôn mặt khá là giận dữ đây, mình biết đây sẽ là gì đây. Một chú cá sấu khổng lồ với cái hàm răng rất là to lớn luôn các bạn, có vẻ như cái đầm lầy này là chủ tịch của chú cá sấu này đây các bạn. Cái răng của nó khá là sắc bén luôn nha. Ở đây chúng ta có một chú cá sấu khổng lồ đang nằm ở trong một cái lồng biển cái sông này. Nhìn đã thật sự luôn. Còn khá là những lần mà mình sẽ cố gắng giải cứu hết những khủng long này luôn. Ây da. Và đây là mô hình một chú Dilophosaurus khổng lồ, có vẻ như đây là một chú khủng long đột biến đây các bạn đó, tại vì nó bự hơn khác cái con khủng long khác luôn kìa các bạn, thấy chưa, nó bự hơn cả tay mình luôn này. Chú Dilophosaurus đang bước đi trong một cái lãnh thổ. Tiếp tục nào. Con gì đây, con này nó có gai các bạn. Không phải là gai mà là cái sừng của nó các bạn. Đây là một chú tê giác xanh nha các bạn. Nhìn cái sừng của nó kìa, nhọn chưa kìa, nó có hai cái sừng luôn, quá là đẹp luôn.
tê giác chạy rất là nhanh luôn các bạn. Wow. Nào, tiếp tục nào. Wow. Điều gì đây? Wow, Stegosaurus với những cái phiến lá gai trên lưng rất là sắc bén luôn. Mình cầm vào hàng gì rất là đau này các bạn ơi. Bốn cái gai sau cái đuôi nữa này, khá là đau luôn. À, và con Stegosaurus đang quật đuôi vào những con Dinosaurus các bạn. Wow. Và đây chúng ta có gì nữa này? Con này nó có một cái cục gì đó, nó nhô lên các bạn ạ. Những khủng long bị mắc kẹt trong đây rất là lạ luôn đây. Wow, thì ra là một chú Parasaurolophus dạ quang. Có vẻ như gia đình Bala đã lạc vào đây và bị mắc kẹt ở đây rồi các bạn. Đó, nhìn đẹp chưa? Hình dạ quang nhìn rất là ngầu luôn nữa bây giờ. Đó. Con Parasaurolophus rất là đẹp luôn các bạn. Tiếp theo chúng ta có gì đây? Có một con gì đó nó màu vàng các bạn. Nó có những cái đốm xanh nữa kìa. Đẹp là con báo ấy nha. Không, đây là một chú sư tử. Wow, mình trên tay mình mô hình của sư tử chứ không phải là báo nha. Chú sư tử có những cái vằn màu xanh, bạch xanh, nó dính với lá xanh mình chạm ra ta này, mình chạm không ra thấy không. Wow, chú sư tử đang bước đi rất là chậm chạp luôn, nhìn nó ngầu chưa kìa. Sao đây, kiếm xếp. Wow, đây là một chú hổ vằn này các bạn, nhìn chắc luôn các bạn. Wow, trên đây mình làm mô hình của một chú hổ vằn đây, mình thấy những cái vằn ở trên người nó rồi, rất là đẹp luôn. Wow, nó còn bắn ra được nước nữa kìa các bạn. À, hay, đó, đã chưa? Xịn dư kìa các bạn. À. Tiếp theo là cái gì đây? Wow, cái gì đây, cái gì đây, rất là bự này. Wow, bự lắm rồi. Wow, một con Tyrannosaurus khổng lồ màu đỏ luôn này các bạn. T-Rex cũng là Tyrannosaurus cũng là một cực kỳ to lớn, có hàm răng sắc bén cực kỳ luôn. À, nào. Yeah. Lắm các bạn, đây. Mình sẽ rửa sạch nha. À, thì ra là một chú Dilophosaurus đang phình hai cái màng ra đó, nhìn hai cái màng nó phình to chưa kiểu vậy, nó có 7 sắc cầu vồng ở trên đây luôn này, nhìn đẹp chưa đó, ngầu thật sự luôn. Dilophosaurus quá là đẹp. Đây, mình sẽ tiếp tục với ấy à. Một chú hươu cao cổ với cái cổ khá là dài, là hươu cao cổ có thể cao lên đến 5 mét lẫn các bạn. Đây được xưng là những con hươu cổ dài của thời hiện đại chúng ta đây, rất là đẹp. Chú mô hình một chú Tyrannosaurus cũng màu đỏ nhưng mà này có màu cam các bạn. Đó, màu đỏ cam rất là đẹp luôn. Wow, nó bắn nước như con hổ nãy luôn các bạn. Đấy, nhìn rất là xịn luôn đấy chứ. Wow, mô hình khá là đẹp luôn. Con gì nó đang cắn vô cái tay mình mất tiêu luôn các bạn. Wow, có vẻ mình cầm nó đang tức giận, nó đang cắn vào tay mình để rửa cho sạch nha. Wow, thì ra là một chú hà mã các bạn. Mô hình một chú hà mã với cái hàm răng rất là sắc nhọn luôn. Nó đang cắn vào tay mình ở sau, mình rửa sạch rồi. Nó đang há miệng, nó đang cắn vào tay mình này. Spinosaurus đây rồi, chú khủng long rất là nhiều răng luôn các bạn, cái hàm răng nó dài như vậy, cái miệng nó dài nên nó bắt cá nha, rất là xịn luôn, màu hồng xanh luôn kìa, xịn chưa? Ủa wow, con này đâm đầu gì? Ấy da, con này có gì vậy? Có vẻ như gai trên người nó đâm đầu lắm các bạn, con này nó rất là nhiều gai luôn. À, Ankylosaurus bảo sao cái gai nó đâm mình đâu kinh dị luôn. Wow, nó đâm rất là đau luôn, rất là nhiều gai bảo vệ nó xung quanh luôn các bạn. Đó, chú khủng long với khá là nhiều gai xung quanh luôn, xịn sò thật sự luôn. Này, tiếp theo chúng ta có gì đây? Ây chà. Ừ.
Velociraptor. Wow, các bạn mình chưa rửa sạch, mình sẽ rửa thêm cái nữa nè. Đây là mô hình của chú Velociraptor nha. Wow, chú khủng long khá là thông minh trong thế giới khủng long luôn các bạn. Đó, đẹp chưa kìa, nó hoạt động theo bầy đàn để săn mồi rất là xịn luôn. Wow, có vẻ như còn rất là nhiều cái loài vật bị mắc kẹt luôn, mình sẽ cố gắng giải cứu hết nó luôn. Đây là một chú Spinosaurus màu xanh dương đó. Nãy chúng ta có cả một Spinosaurus màu hồng, bây giờ cũng có cả một màu xanh dương luôn. Một đại gia đình Spinosaurus đã bị mắc kẹt lại luôn các bạn. Một cái đầm lầy rất là mạnh luôn, nguy hiểm luôn. Bây giờ có vẻ như còn hai chú gì ở đây đây. Quá, wow, con này nó nặng quá các bạn ơi. Cái gì đây mà nặng dữ vậy? Wow, thì ra là mô hình Indominus Rex Lego, chú khủng long được lai tạo, bảo sao nó lại nặng được. Con này nó rất là nặng và lớn luôn các bạn, có thể là chế chiều dài 15m, cực kỳ to lớn luôn. Ui da. À, mình lượn xung quanh rồi. Ui, còn nữa các bạn. Wow, còn các bạn, còn nhiều và nhiều chứ không cần được giải cứu. Wow, trên tay mình là một mô hình chú báo đốm nha, với những cái chấm rất là đẹp luôn này. Đấy, xung quanh nó toàn là chấm không, ngầu thật sự luôn. Đây, mình tránh bỏ sợ. À, đây, còn một chú khủng long hay gì đây, gai không này, đâm nấu á. À, đây là giải cứu này luôn nha. Thì ra là một con Giganotosaurus các bạn. Đó, con mắt nó đỏ rực với cái phần lưng màu xanh dương luôn các bạn, nhìn nó đẹp chưa kìa. Đây mình xin lượt qua một lần nữa để kiểm tra coi còn những cái khủng long bị thất lạc nào hay không nha. Có vẻ là không còn nữa các bạn. Wow, tay mình vừa mất tiêu rồi, mình rửa lại đây. Wow, chúng ta đã tiến hành giải cứu được khá là nhiều các chú khủng long khác nhau các bạn.